nhiều cậu bé. Anh quay lên nha. Quay lên ạ. À, tất cả các bạn cậu bé. Là ba bạn cậu bé. Giới thiệu với các cô bé một trò chơi mạo hiểm rất là được ưa thích ở công viên nước Hồ Tây, đó là trò trượt máng nước gọi là siêu cao. Trò chơi này thì lần trước đi anh chưa có quay nhiều, anh quay rất ít, lần này anh sẽ quay rất nhiều vào trò này, bởi vì trò này là trò mà anh Tóc Xanh rất thích, mặc dù là hơi đáng sợ một chút. Mọi người sẽ phải đi lên tầng thứ 4 và sau đó trượt máng nước từ tầng 4 xuống tận bên dưới mặt đất luôn. Đường trượt này rất dài và cao. Khi mà ngồi ở bên trên cao mà nhìn xuống dưới cái ống trượt này rất là sợ và rất nhiều người không dám trượt. Nhưng anh Tóc Xanh thì anh đã dũng cảm và thử trượt một lần. Trò này không dành cho các bạn yếu tim đâu nha. Và bây giờ anh Tóc Xanh sẽ thử trượt cho các em coi. Ui, nhìn xuống dưới rất là sợ. Sau đó chúng ta sẽ phải thả tay ra và trượt xuống. Và thêm một trò chơi mạo hiểm nữa khi đến với công viên nước, đó là chúng ta sẽ được trượt bằng tấm ván theo một đường ống rất là loằng ngoằng và cứ từ trên cao và lướt xuống như thế này. Chúng ta sẽ được nằm trên một chiếc ván và sau đó chiếc ván này sẽ đi theo đường ống này rất dài và vô cùng ngoằn ngoèo. Có thể đi trò này chúng ta sẽ bị chóng mặt nhưng mà rất là thoải mái và không hề đáng sợ đâu, chỉ cảm thấy là vui và hơi chóng mặt một chút thôi. Bao giờ mà đến lượt anh Tóc Xanh đây. Cũng khám phá đường ống chưa khổng lồ nào. Thì là cũng muốn ai là người đi thở được lâu hơn, ai là người đi thở lâu hơn là người chiến thắng. Và hình phạt anh cho nên sau cũng sẽ là phải chơi một trò mạo hiểm. 1, 2, 3.
Bây giờ để đấy một đối thủ khó hơn của anh bốn mắt. Khi anh bảo mày bốn mắt nha, thật luôn. Một, hai, ba. Hai bạn này rất là lâu. Cái tóc xanh này. Ui. Ui. Anh tóc xanh là thua. Anh tóc xanh là thua. Bởi vì có thể nói là anh lên rồi anh không chơi qua đôi em. Có thể. Có thể tơ hai người chơi trật tự đây là có thể là anh tóc xanh đã bị nhịn thở hai lần nên là có thể đã yếu hơn. Rồi chúng ta đợi một lúc nữa cho anh tóc xanh hoàn hồn. Tớ sẽ chơi với bạn Sơn, tại tên là Sơn nhá. Hai người đứng gần nhau một tí rồi lại nhá, đằng sau có ba bạn cũng đang thi kìa. Nào chưa, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 bắt đầu. Rất lâu. Rất lâu. Như hai tác chết trôi vậy. Wow, quá lâu. Cẩn thận nhá, đừng cố quá thành quá cố đấy. Anh tóc xanh đã thua. Yeah, vậy là bạn Sơn là bạn vô địch. Xanh chịu thua rồi. Mặc dù anh rất cố gắng nhưng anh tóc xanh đã. Rồi. Nói luôn. Tiên là mạnh, tiên là thật. Đi bé luôn. Chả thấy dáng chân gì cả.